Ông cháu cắt tóc cái gì ông cháu ơi? Ôi ông chú ơi, hôm nay cháu buồn lắm. Sao mà buồn ông cháu? Đấy, ngày trước cháu giúp đỡ bạn cháu ấy. Xong bây giờ nó quay sang lừa cháu. Đấy. Nó lừa cái gì? Nó lấy xe cháu mang đi để tổ chức sinh nhật cho bạn gái nó. Ui dồi, thằng ấy bạn nhá. Vâng. Thế bây giờ ông cháu cắt tóc của gì? Chú cắt cháu kiểu tóc kết thúc một tình bạn này. Kết thúc một tình bạn thì thằng ấy đều thế thì vâng. Kết thúc nó luôn ông cháu nhá. Kết thúc luôn rồi. Ok, vào việc luôn ông cháu nhá. Vâng. Dậy đi ông cháu hay xong đấy. Ôi ông chú quay cháu xem quả đầu cháu cái. Đấy, quả đầu của ông cháu đấy, được không? Quay hẳn xung quanh luôn. Cho nó xem một vòng luôn vợ nhá, cho nó cháy. Ok chưa? Ok đấy ông chú ạ. Chuẩn chưa? Ông chú thanh toán cháu cái để cháu đi kết thúc một tình bạn cái. Đi kết thúc nó luôn à? Kết thúc luôn chú ạ, cay lắm rồi chú ạ. Thôi bỏ qua nó đi, việc gì cay, đi kiếm thằng bạn mới mà mày đi tìm nó thì tôi kiếm thằng bạn mới nhá ông cháu nhá. Rồi kết thúc nó trước đi ông chú ạ. Ôi giời, thôi nghe chú đi thôi, mày kết thúc nó làm gì, mày cũng bị kết thúc luôn đấy. Thôi giả chú tiền đi kiếm thằng bạn mới đi. Ok nhá. Ông chú. Vâng. Ông cháu một lộp thôi, nghe chú đi nhá. Không chơi em nó nữa. Vâng. Đây số tài khoản.